Xin chào các bạn. Hôm nay á, mình đi lễ về, mình thấy cái thùng thư nhà mình á, bị cái người lái xe á, tông vô, làm bể nát cái thùng thư, rồi gãy cái cục điện ra làm hai luôn. Cây nó bay qua phía bên kia luôn rồi. Ông cảnh sát nói là nó tránh xe này, nó chạy dài vô tới phía bên đây. Có thư gì không anh? Đụng sao banh banh cái thùng thư, banh luôn cái cột điện luôn, gãy cây luôn. Wow, cái đèn nó rớt ra luôn rồi, lượm đèn lên. Khi nãy cảnh sát đứng đây nhiều lắm nhưng mà người ta không có cho mình quay. Hên nó không có bị gì. Cái cột điện sao mà nó ngã lên xe, nó không bị gì cũng giỏi. Thằng nhỏ nó hơn. Wow, gãy cây đó luôn. Mà cái cột điện nó nằm phía bên đây mà nó văng qua tới bên kia luôn hả? Oh my. Kinh khủng. Nếu mà để cho nó sửa phải đợi vài ngày, nhưng mà bây giờ mình phải dựng nó lên để mai người ta bỏ thư, người ta không thấy đường bỏ thư. Ồ, nó đụng từ phía bên đây. Ồ, nó chạy dài 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 qua tới nhà bên phía nhà mình luôn. À, nếu mà đụng cột điện kia phiền nữa. Bữa em đang tính là cắt cái cây này đi. Thôi nè, chiếc xe trắng bị không đậu ngoài, bị đậu ngoài nó ủi, nó leo lên xe trắng của Vi luôn. Nay mưa quá trời, gió nữa. Thôi vô. Dựng nó sơ sơ lại đi, mai ông thư ông thấy đường bỏ thư. Đây, cái này gió nó bay nó ấy. Ở đây có đứa đưa đá nó banh luôn. Thì tụi điện nó nói, thằng cảnh sát nó gọi tụi điện cái gì. Giờ trên hãng điện nó xuống, nó sửa cái cục điện lại cho nhà mình.
cảnh sát gọi nó xuống liền chứ mình gọi nó chẳng xuống. Sửa lại cục điện.